Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là một ngày nghỉ ở Nhật của mình. Sáng tranh thủ lúc ngủ dậy ấy, thì mình thu gom luôn chăn với ga cho vào trong túi để mang ra ngoài cửa hàng giặt là tiện lợi để giặt. Do chăn thì khá là to ấy, mà máy giặt của mình thì lại bé tí nên là không thể giặt được. Mỗi khi mà muốn giặt ấy thì mình đều phải mang ra ngoài tiệm. Tranh thủ lúc trời đang hứng nắng ấy, nên là mình cũng có mang chăn phi xe ra ngoài cửa hàng để giặt luôn. Mọi người sang bên Nhật đây, nếu mọi người ngại giặt chăn hoặc là diện tích nhà tắm mọi người bé không giặt được ấy, thì mọi người cũng có thể tìm đến các cửa hàng giặt là tiện lợi nhé. Hầu hết ở vùng quê hay thành phố ấy, thì người ta lắp rất là nhiều. Bên trong cửa hàng giặt là thế này ấy, người ta cũng có để một tủ sách, một tủ truyện tranh đây để cho mọi người vào giặt quần áo ấy, mọi người có thể là ngồi đọc truyện nhá. Trong đây thì rất nhiều các loại máy giặt, máy sấy nhá, máy giặt riêng, máy sấy tách riêng. Đằng trước đây là một cái máy để mọi người có thể là mua được cái đồ để xả thơm này. Bên đây là mọi người có thể đổi từ tiền giấy sang tiền xu để sử dụng máy giặt nhá. Bởi vì là khi mọi người sử dụng giặt quần áo ở đây ấy, thì mọi người chỉ sử dụng được tiền xu thôi, tiền giấy không sử dụng được nhá. Bên đây là một cái máy để giặt giày đây. Đấy. Giày mọi người bẩn ấy, mọi người có thể cho trong đây mọi người giặt. Giặt xong thì mọi người bỏ ra. Xong mọi người cho lên tủ sấy nhá. Tủ sấy mọi người nhét tiền vào, một lần sấy là 100 yên. Đấy, sấy khô giày cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi chọn cái cơ máy phù hợp ấy để mình giặt được cái chân của mình nhá. Thì trước khi mà giặt đấy thì mình sẽ ấn nút này để cho bên trong máy nó xả nước ra, nó làm sạch lồng máy luôn. Máy mà rửa xong rồi ấy, thì mình cho chăn hay quần áo mà giặt thôi. Ở trên máy thì cũng có khá nhiều chế độ. Chế độ sấy khô này, rồi là chế độ chỉ giặt không, rồi là các chế độ tiếp theo là chế độ vừa giặt vừa diệt khuẩn. Rất là nhiều chế độ khác nhau nhá. Mình thì chọn nút chế độ là chỉ giặt không thôi ấy, là hết khoảng độ 700 yên. Mình nhét đủ 700 yên vào ấy là hệ thống máy nó tự động hiện là 25 phút đây. Giặt trong vòng 25 phút đấy là xong nhá. Ở mấy cái cửa hàng giặt là tiện lợi này ấy, thì mình thấy người Nhật người ta mang quần áo rồi là chăn đệm ra giặt thường xuyên. Ở bên trong đây ấy, người ta cũng có để rất nhiều ghế, mọi người cũng có thể là ngồi đợi hoặc là mọi người về nhà nhá. Lúc giặt xong thì mọi người chỉ cần ra mang đồ về thôi. Tranh thủ lúc đang giặt đồ ấy mà phía bên ngoài trời cũng đang nắng to nên mình cũng về nhà mình phơi quần áo tối hôm trước mình giặt luôn nhá. Hiện tại thì bây giờ cũng đang tầm trưa rồi ấy. Trước hết thì mình sẽ đi ăn bữa trưa, rồi sau đó mình sẽ dẫn mọi người đi chợ đồ cũ mua một chút đồ câu của mình nhá. Mình không biết là mọi người còn nhớ hay không, nhưng mà cách đây khoảng độ hơn một năm trước ấy, thì mình có quay một clip là dẫn mọi người đi cửa hàng đồ cũ để mua chiếc cần câu này về chuẩn bị làm CD câu cá ấy. Nhưng mà hôm đầu tiên mình đi câu ấy là mình bị mất hai cái móc và cái dây cướp của mình bị rối rất nhiều lần. Thế từ đấy là mình bỏ câu luôn. Đợt vừa rồi chuyển ký túc lên Tokyo ấy, thì hôm vừa rồi mình có biết là gần chỗ mình đang ở đây, cách khoảng độ 3-4 cây ấy, có một cái chỗ, một cái bãi để câu cá ấy, người Nhật hay câu đó. Thì mình đang tính là lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi cửa hàng đồ cũ mua thêm một chút dụng cụ câu cá nữa. Ngày mai mình sẽ dẫn mọi người đi câu cá của mình nhá. Bữa trưa của mình thì ăn đơn giản thôi, là một bát phở bò đuôi quả trứng ấy. Mấy hôm trước còn ít thịt ít trứng còn thừa đây, mình bỏ vào lấu phở luôn. Mời tất cả mọi người ăn bữa trưa của mình nhá. Bữa trưa ăn đơn giản thôi. Những ngày nghỉ ở Nhật của mình ấy thì những bữa ăn sau khi ngủ dậy thì khá đơn giản. Hôm thì ăn cơm, hôm thì ăn mì, hôm thì ăn bánh mì. Có chung là cứ thay đổi liên tục đấy. Đồ ăn thì là đồ ăn của Nhật, nhưng mà bát phở thì là hương vị của Việt Nam. Giữa trưa mùa đông này có bát phở bò ăn là khá là ấm bụng rồi. Nhỏ thật mọi người ạ, bao nhiêu ngày nắng thì không giặt chăn. Mà đúng hôm nay giặt chăn ấy thì trời hiện tại mây sầm này, chuẩn bị mưa đây. Bây giờ mình đi mua thêm một gói xả thơm ấy để mình cho vào sấy nhá. Tiền thì mình sẽ nhét thẳng đây, 100 yên trên một hộp đây. Nhét thẳng tiền xu 100 yên nào, sau đó mình sẽ xoay nhá. Và sau khi mình xoay nút ấy thì cái hộp sấy thơm ấy nó cũng rơi xuống rồi. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho máy sấy nhá. Ở bên trong tiệm đây ấy, thì máy sấy cỡ nhỏ, máy sấy cỡ trung bình, máy sấy cỡ lớn ấy là có cả luôn nhá. Vừa cái máy giặt của mình ấy thì cũng có cả chế độ sấy luôn. Mình chỉ cần nhét 100 yên vào đây, mình ấn nút là sấy trong khoảng độ 8 phút nhá, mình sẽ nhét cùng hồi vào. Vừa căn bản ấy là do mình giặt chế độ rẻ tiền đây nên là máy nó sẽ không vắt nhá, máy nó sẽ không sấy. Nếu mọi người giặt chế độ đắt tiền này ấy, thì máy nó giặt xong ấy nó sẽ sấy luôn. Nhưng mà mình muốn là thêm cái hộp thơm này vào nữa để cho thơm chăn nhá. Gọi là hộp thơm thôi ấy, nhưng mà thực ra là cũng không thơm lắm đâu. Ngửi mùi thì thơm nhưng mà khi mà cho kèm cùng quần áo sấy ấy thì nó không thơm chút nào cả. Mình cũng không biết là người Nhật người ta giặt kiểu gì. Đấy, bên trong sẽ có một tấm này nhá. Nhét hai tờ thơm vào trong đây. Sau đó mình sẽ đóng cửa vào rồi mình nhét 100 yên vào đây nhá. Hệ thống máy nó hiện 8 phút đây. Máy đang bắt đầu quay để sấy khô nhá, sấy khô kèm mấy mùi thơm luôn.
giặt quần áo xong rồi sấy khô ấy, mọi người chỉ cần mang về mọi người phơi qua một chút nữa là dùng được luôn nhá, bởi vì nó sấy khô gần hết rồi. Kiểu trước mình sống ở dưới quê ấy, thì cảm giác đường xá lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt, nhưng mà lên trên phố đây cứ ra ngoài đường là thấy xe cộ đông đúc tấp nập rồi. Những cây giấy này ấy, thì mùi của nó vẫn rất là thơm, nhưng mà những cái chăn mình giặt mình sấy cùng đây chỉ thấy toàn mùi nước giặt thôi, không hề có mùi thơm của cái này cả. Về thôi, trời sắp mưa đến nơi rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm qua thì mình ra ngoài tiệm giặt đấy, mình lấy được ít chăn về mình trải ở giường. Vừa trải xong ấy thì ngoài trời mưa ảo ảo to ấy, mình không đi quay nữa, mình dừng video lại. Ngày hôm nay sang một ngày mới rồi ấy, thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài cửa hàng đồ cũ mua một chút dụng cụ của mình. Chiều ngày mai ấy là anh em mình sẽ đi câu nhá. Mặc dù là phía bên ngoài trời đang nắng to thật, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời chỉ có khoảng độ hơn chục độ C thôi, nên là ra ngoài vẫn phải mặc áo khoác nhá. Hồi trước 3 năm đầu mình đi xuất khẩu ở dưới tỉnh Yamaguchi ấy, thì anh em mình là hay đi câu đó, nhưng mà từ khi mình chuyển công ty mình chuyển đến Ibaraki đây ấy, thì hầu như là mình chưa đi câu bao giờ cả. Có một đợt đi mua cần câu về cuối cùng là bị mất lưỡi câu, thế là từ đấy giờ mình không câu nữa. Đi chợ thôi. Và sau khoảng độ 2 phút di chuyển đến thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt tại cái cửa hàng đồ cũ cách nhà mình khoảng độ 350m nhá. Mình chuyển ký túc xá lên Tokyo đây ấy, thì mỗi cái việc đi làm hàng ngày là phải đi làm bằng tàu điện đấy, nó hơi bất tiện chút. Còn về cái việc là đi siêu thị mua sắm trên này ấy, rất là tiện đấy, căn bản là trên phố mà. Và đây chính là tên của cái cửa hàng đồ cũ cạnh nhà mình nhá, nó tên là Pau Hobby. Mọi người sang bên Nhật đấy, cả ở vùng quê thành phố ấy, thì cũng có rất nhiều các cái cửa hàng như này. Mọi người không chỉ mua được những cái đồ cũ chất lượng, mọi người cũng có đồ cũ ấy, mọi người sử dụng rồi, mọi người muốn bán ấy, thì mọi người cũng có thể mang ra bán nhá. Chỉ cần bước ở trong cửa hàng thôi ấy, ngay ra đầu tiên đây, người ta bán rất nhiều các loại tai nghe có dây, rồi là tai nghe Bluetooth nhá. Những chiếc loa nghe nhạc này, bên trong bán cả những cái bộ máy để mọi người có thể câu cá nhá. Gọi là cửa hàng đồ cũ, nhưng mà người ta vừa bán những cái đồ dùng rồi và bán cả những cái đồ chưa từng sử dụng bao giờ, nhưng mà giá rất là rẻ, hợp lý. Nhiều lắm, mọi người đi lục mấy cái đồ này, đồ điện tử nhiều cái hay. Người ta bán theo giỏ cái này nhá. Đấy. Ngoài ra thì bán rất nhiều màn hình máy tính này, rồi là màn hình tivi, rồi các cái đồ sử dụng nhà bếp hàng ngày như cả lò vi sóng, lò cơm điện, đồ thế lại luôn. Đồ điện tử, quần áo cũ, giày dép cũ người ta cũng bán rất là nhiều nhá. Ngoài ra bên trong còn bán rất nhiều các loại đồng hồ, túi sách nhá, rồi là các cái loại mô hình máy chơi game. Gọi chung là những bạn nào sang bên Nhật đây mà muốn tiết kiệm được tiền chi tiêu ấy, thì mọi người cũng có thể đến mua đồ ở các cửa hàng đồ cũ rồi nhá. Mình đang đi tìm để mua ít đồ câu đây. Phía đằng trước mình đang quay cho mọi người xem, đây là rất nhiều những cần câu nhá. Cần câu đồ cũ ở bên Nhật đây, mọi người ra cửa hàng đồ cũ này, mọi người mua rất là rẻ thôi. Giá trung bình cho một chiếc cần câu ở cửa hàng này ấy, thì mình tính ra là còn độ khoảng độ hơn 1.000 yên trên một cái thôi, 1.000 yên đến 2.000 yên, 3.000 yên tùy từng loại nhá. Có loại đắt lại rẻ, nhưng mà cái loại rẻ ấy thì rơi tầm cỡ khoảng độ là đôi 300.000 là mọi người được một chiếc cần câu rồi. Phía bên trên là bán cần câu và phía bên dưới là người ta bán những chiếc lưỡi câu và những chiếc máy câu cá đây. Máy câu cá này thì xem nào, giá cũng có mấy chục nghìn cái thôi. Cũng loại đắt lại rẻ nhá, loại đắt thì tầm là đôi 300.000. Như cái chiếc mình đang quay cho mọi người xem ấy, một khoảng độ 1/6 nhá. Những cái mồi câu giả này chuyên dùng để câu mực này, câu ngoài biển nhá. Máy câu, lưỡi câu rất là nhiều luôn này. Ở đây mình thấy cũng nguyên một bọc chì đây, bọc chì để quăng này. Bọc chì tính ra là cỡ khoảng độ mấy cục đấy. Giá là 330 yên nhá. Cỡ khoảng độ 60.000 trên bọc chì này. Bọc chì này, lưỡi câu này. Vậy là sau một hồi ra cửa hàng đồ cũ ấy, thì mình tòi thì mình cũng mua được một bịch chì và một cái lưỡi câu nhá. Thực ra ở nhà mình ấy, mình cũng có xin, mình cũng mượn được mấy cái lưỡi câu chùm rồi. Mấy cả có mấy cái lưỡi câu kèm phao ấy, hồi trước mình đã mua ở dưới tỉnh Ibaraki nhá. Nên là mình sẽ dùng tạm những đồ này mình đi câu cá thôi. Và tổng giá cho hai món đồ mình mua là hết 418 yên nhá. Tương đương với cỡ khoảng độ là 69.000 tiền Việt Nam theo tỷ giá yên hiện tại nhá. Đồ đạc thì mình cũng mua xong rồi, mình lại dẫn mọi người đi dạo một chút nhá. Và mình cũng mới được bạn hàng xóm, bạn ấy giới thiệu cho một vài cái siêu thị, một vài cái cửa hàng giá rẻ cách chỗ mình khoảng độ 3-4 cây. Thì mình cũng muốn dẫn mọi người đi dạo của mình luôn nhá. Căn bản là nhà mình ấy cuối tuần thì cũng hết đồ ăn, hết rau củ quả rồi, mình cũng đi mua chút đồ luôn. Và sau tổng cộng là 20 phút di chuyển đấy, với tổng cộng là 4.5 km nhá, mình cũng đến được cái siêu thị mình cần đến đây. Siêu thị này tên là Maru Chữ.
Mình thì mình được giới thiệu ấy là phía đối diện bên cái cửa hàng siêu thị giá rẻ này ấy, thì bên kia có một cái cửa hàng gạo giá rẻ nhá. Thì mình cũng nhìn thấy cửa hàng gạo kia rồi. Cửa hàng gạo giá rẻ nên là chắc cũng có khá nhiều người đến mua đây. Thường thường mình mua gạo ấy là mình hay đặt trên mạng nhá. Mình thấy có cả người Việt đến mua cả. Mình vừa đi xuyên ở cửa hàng rau ấy, mình sang đây lại thấy một cửa hàng tạp hóa người Trung Quốc đây. Bên trong người ta bán rất nhiều bánh kẹo đồ ăn, mình vào quay qua một chút nhá. Các loại đồ ăn vặt của Trung Quốc hết. Trong cửa hàng này không bán đồ nước ngoài nhá, tất cả đều là Trung Quốc hết này. Từ các đồ ăn vặt, mì, tôm, rồi là các loại gia vị. Mẫu mã cực kỳ đa dạng luôn. Mà mình thấy là cửa hàng này giá cả cũng rẻ nhá. Đây là các hạt đậu, hạt đỗ này. Đây là lần đầu tiên mình vào một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ Trung Quốc đến như vậy. Bánh kẹo này, các thực phẩm gia vị là đầy đủ cả luôn nhá. Vừa mình vào cửa hàng Trung Quốc này, người ta cũng không cho quay. Mình vào mua ít đồ đây. Mua được bịch chân gà với cả ít đồ ăn vặt nhá. Đồ ăn vặt đây là đồ ăn vặt chuẩn Trung Quốc này. Như kiểu hồi trước ở Việt Nam ấy, đi học cả tiểu học, trung học ấy, là hay mua mấy đồ cây cây này. Đồ là đồ chuẩn Trung Quốc luôn nhá. Bên kia là cửa hàng gạo này. Phía đối diện trước mặt kia cũng là một siêu thị này. Bên cạnh đây là một siêu thị. Và phía đằng trước mình đang quay đây là cũng là một siêu thị luôn. Gọi là một cái cửa hàng nhá. Cửa hàng người ta bán rau củ quả là nguyên thùng, nguyên chậu luôn. Đây này, quýt này. Quýt này các bán nguyên thùng một nhá. À đến đây mua ấy là người ta cứ bán cả bịch này nhá. Một bịch được tổng cộng là 8 cái bắp cải đây. Mua nguyên thùng về ăn. Đấy. Đây một thùng rau này. Bên đây là bán nguyên thùng cà chua nhá. Hành baro này. Đây, chanh, quýt, cam, cà rốt. Nhiều cực kỳ luôn. Mình gọi là dẫn mọi người đi khám phá thôi. Bây giờ mình lại dẫn mọi người đi sang cửa hàng thịt Trung Quốc mua của mình nhá. Sang siêu thị Trung Quốc. Căn bản là bên trong siêu thị ấy, thịt thì ngon mà giá lại rẻ nữa. Nên là mình cũng hay đến mua nhá. Từ nhà mình đi đến cửa hàng này ấy, thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ là hơn 3 cây số thôi. Cũng khá là gần. Cửa hàng Trung Quốc đây, hôm nay mình đi ngày cuối tuần thôi ấy, nhưng mà số lượng người đi chợ cực kỳ đông luôn này. Mình đến mình lại mua vài bao tai nhá. Tai tính ra một hộp là được cỡ khoảng độ 6 lạng mấy, gần 7 lạng trên một hộp đây. Một hộp được khoảng độ 3 cái nhá. Mình làm cỡ khoảng độ đôi hộp tai 357 này, với cả 342 yên một hộp. Tính ra là hai hộp có khoảng độ hơn 600 yên thôi. Hộp thịt lợn có ra đây ấy, thì tuần nào mình đi ấy, mình cũng mua đủ 1-2 hộp nhá. Tính ra một hộp được cỡ khoảng độ 60 lạng đấy. Tổng là 6 lạng 5 ấy, mà giá là 763 yên nhá. Tính ra là hơn 100 yên trên một lạng. Cỡ khoảng độ gần 20.000 trên một lạng. Trên có sách bò đây. Sách bò thì thi thoảng mình cũng mua về mình xào nhá. Sách bò này ăn lẩu hay xào cũng ok này. Sách bò, dạ bò có hết đây. Một hộp sách bò được 3 lạng 2, giá là 537 nhá. Ở cái siêu thị này thì người ta bán thôi. Còn các siêu thị bình thường của Nhật ấy thì thường thường không bán đâu. Ở phía bên trong cửa hàng này ấy, thì mình thấy được cái món lòng già đây. Hồ Đữ Môn nhá. 5 lạng 6 này, giá là 538 yên. Thấy cái hôm nay người Việt mình cũng hay mua này. Về thi thoảng anh em ăn nhậu hoặc là cái món này mua về làm món lòng xào dưa ăn ngon nhá. Hôm Tết mình cũng mua về ăn rất là ngon luôn. Trên đây lưỡi lợn đây. Lưỡi lợn thì cũng rẻ này. Một hộp là được cỡ khoảng độ 3 cái lưỡi. Lưỡi to luôn nhá. 6 lạng 2 6 này, giá là 527 yên trên một hộp. Mình sẽ mua thêm một hộp lưỡi lợn đó. Bên đây là chuyên về thịt gà nhá. Bên đây có đùi gà này, bộ xương gà đây. Cánh gà, khỉu gà, thịt gà có luôn nhá. Cái nội tạng này, tim gan lòng mề. Mua mấy đồ đấy về làm xào giá đỗ cũng ok nhá. Đùi gà trong cái cửa hàng này là một cái món cũng tương đối rẻ nhá. 7 lạng 67 đây, 7 lạng 6 mà giá có 562 yên thôi. Tính ra là chưa đến 100 yên trên một lạng nhá. Được 3 cái đùi, mình mua thêm hộp luôn. Mình đi vào cái cửa hàng Trung Quốc này mình chọn đồ cũng khá là nhanh nhá. Căn bản là đồ thì nó cũng không có nhiều. Nó chỉ có những cái đồ cơ bản thôi, mà những cái đồ toàn đồ ngon. Thế là mình cũng đi rất là nhanh và mua một tẹo là xong rồi. Mình cũng vừa thanh toán xong. Và đây là tổng số đồ mình mua đây. Được tổng cộng là 2 hộp tai lợn này, 1 hộp đùi gà này, 1 hộp sách bò này, 1 hộp lưỡi lợn và 1 hộp thịt đùi nhá, thịt bắp đùi đây. Tổng cộng là hết 3.143 yên. Tổng số tiền này tính theo tỷ giá tiền ngày hôm nay thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ 524.000 nhá. Giá cũng khá là rẻ luôn.
Đồ đạc mình vừa mua xong ấy thì ra ngoài trời cũng á, tối om mù mịt rồi. Hiện tại bây giờ tuy mới chỉ có 5:30 thôi ấy, nhưng mà trời tối này. Chỗ nào cho nên tôi đi ăn rồi. Thì mình khuyên tất cả mọi người, những các bạn nào mà dự tính ở tương lai mọi người sẽ sang bên Nhật làm việc xuất khẩu lao động ấy, thì mọi người ở Việt Nam ấy, mọi người lên học trước một chiếc bằng xe máy nhá. Đến lúc có bằng xe máy ấy, mọi người sang bên Nhật xuất khẩu lao động đây, mọi người chuyển sang cái visa kỹ năng đặc định giống mình này, cái visa Tokutegino giống mình ấy. Mọi người muốn đi xe máy thì mọi người sử dụng bằng Việt Nam, mọi người dịch ra, sau đó mọi người đổi sang bằng Nhật nhá. Mọi người đều phải thi, rất là tiện luôn. Có xe máy là tiện lắm. Phóng cứ vi vu thôi, đi xa cũng không ngại gì cả. Bây giờ đang tận tối rồi, mình cũng phải về đây. Trời cũng đang lạnh dần rồi. Từ cửa hàng Trung Quốc đi về tới nhà mình ấy, mình đi xe máy thì mất cỡ khoảng độ gần Trung Quốc thôi, cũng khá là gần nhá. Đi chợ về nên là mình cũng tranh thủ bỏ đồ ra lúc bữa tối luôn. Bữa cơm tối của mình ngày hôm nay ấy, thì cơm món đầu cá lẩu canh chua và món thịt lợn luộc nhá. Và sau một hồi nấu cơm ấy thì đây chính là bữa cơm tối của mình đây. Cơm canh cá và thịt lợn luộc nhá. Mời tất cả mọi người ăn cơm bữa tối của mình nhá. Đây là cái bữa cơm đơn giản của mình đây. Món cơm canh chua ấy thì khỏi phải bàn rồi. Nói chung là đồ ăn thì đồ ăn Nhật Bản đấy, nhưng mà nấu món ăn ấy thì nấu món ăn hương vị Việt Nam nhá. Một cái đầu cá này tính ở tiền Việt thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ là 6-70 nghìn một cái. Tính ở tiền Việt là đắt đấy, nhưng mà thực ra bên Nhật thì cũng bình thường thôi. Một cái đầu này ấy, như kiểu mình ấy thì mình một mình mà ăn một mình, nên mình rán thì mình chia làm hai bữa. Mình cất một lửa trong tủ ấy, là sao mình lại bỏ ra lẩu canh chua. Bởi vì là một mình mà ăn hết một cái nguyên một cái đầu cá to này ấy, cũng không hết được. Nên là mình cũng ăn thành hai phần nhá. Món cá canh chua mình cho thêm một ít rau thì là đông lạnh, thêm một ít hành lá, thêm ít rau mùi nữa, mùi thơm cực kỳ luôn. Mới đợt nào mình mới chuyển ký túc xong ấy, mà tính đến thời điểm hiện tại là mình chuyển lên ký túc xá mới ở trên Tokyo được khoảng độ hơn 3 tháng nay rồi. Mình thấy là công nhận cũng nhanh thật. Vừa mới bước sang năm 2024 ấy, chẳng mấy lại sang đến năm 2025 đâu, cũng nhanh lắm. Cái khoảng thời gian khoảng độ 2-3 năm đầu ấy, nếu mọi người bắt đầu mới sang Nhật ấy, thì mọi người nghĩ thời gian trôi đâu đó. Cảm giác là 3 năm ấy, không biết bao giờ mới hết. Nhưng mà thực tế là khi mọi người sang hết năm thứ ba rồi, sang đến năm thứ năm rồi, mọi người cảm giác thời gian trôi dần nhanh. Và mọi người dần dần ấy thì mọi người cảm giác là sẽ muốn về quê hơn nhá. Thời điểm hiện tại thì mình sang Nhật hơn 5 năm rồi, mình vẫn chưa về quê. Thì trong năm nay nhá, trong năm 2024 này thì mình sẽ về Việt Nam. Khoảng tháng mấy mình về ấy thì mình vẫn chưa biết được. Bởi vì là cái lịch trình của mình ấy chưa biết được và liên quan đến cái visa của mình đó. Visa của mình đến tháng 5 là mình hết hạn rồi. Nên là chắc chắn một điều rằng là tháng 5 mình sẽ không về được. Mình chỉ về được tháng 8 hoặc là tháng 12 của năm nay thôi. Nói chung là đi hơn 5 năm đến gần 6 năm N ấy, mình cũng phải về Việt Nam thôi. Anh bạn bè chị em đi cùng mình ấy, mọi người dự tính là về Việt Nam hết rồi. Người thì về lấy chồng lấy vợ, người thì đi như thế đủ rồi. Bản thân mình thì đến thời hiện tại nào hơn 5 năm đối với mình vẫn chưa đủ nhá. Bởi vì đối với mình đủ là sao ấy, là kiếm được một khoản kinh tế, là mình đủ làm một cái gì đó rồi. Cái mục tiêu của mình sang bên Nhật đấy là mình cố gắng mình kiếm tiền để mình xây một căn nhà. Đến thời điểm hiện tại ấy, thì cái số tiền của mình kiếm được trong 5 năm ấy thì nó cũng được một khoản tương đối rồi. Nhưng mà để mình nói là để xây được hoàn thiện một căn nhà ấy thì vẫn chưa đủ, nên là mình vẫn cố gắng. Mình ở lại mình cày nhá. Mình cày xong một căn nhà rồi, mình cố gắng ở thêm đôi ba năm nữa. Xong bắt đầu là mình đôi ba năm nữa thì mình kiếm một khoản vốn ấy, đến lúc về Việt Nam ấy vừa có căn nhà, xong nó có một cái khoản vốn ấy, lúc đấy mình có thể là kinh doanh nha, đầu tư. Đấy là cái suy nghĩ của mình nhá. Căn bản là mỗi người ấy thì lại có một cái suy nghĩ khác nhau. Phải công nhận là cái món cơm canh cá chua này ăn rất vào cơm luôn. Mình thì hết việc từ đợt cuối năm 2023, khoảng một tháng của cuối năm 2023 mình công ty mình hết việc.
Sau đến thời điểm hiện tại là sang đầu năm 2024 rồi, mình đi làm được một tuần rồi ấy. Còn trong đến thời điểm hiện tại là cái công việc của mình vẫn chưa có nhé. Hàng ngày mình vẫn đi làm về giờ hành chính, ngày làm 8 tiếng thôi. Nếu mà cùng đợt với mình ấy là có nhiều anh chị em đi trước mình một thời gian, đi sau mình một thời gian ấy, nhưng là anh chị em về cách đây khoảng 1-2 năm rồi. Có nhiều người về lập gia đình, kết hôn, có con nơi rồi. Thời điểm hiện tại mình vẫn ở bên đây đấy. 5 năm là khoảng thời gian dài dằng dặc luôn. Thực ra là nhiều anh chị em ấy thì tầm cỡ khoảng đổ đạt đôi 35 ấy mà muốn về Việt Nam rồi. Nhưng bản thân mình đây thì cũng một phần là vì kinh tế thôi. Kinh tế căn bản nhà mình cũng có nên là mình cũng muốn cố gắng nhá. Chứ nếu mà mình kiếm được cái khoản mình cảm giác mình đủ rồi ấy là mình cũng về Việt Nam. Chứ mình cũng không ở Nhật làm gì cả. Đối với mình Nhật Bản thì chỉ để một lương kiếm tiền thôi. Công nhận người cuộc sống bên Nhật Bản đấy, nếu mọi người sang bên Nhật để mà đi du lịch đi chơi thì công nhận nó mà hồng. Nhưng mà nếu mọi người sang bên Nhật gọi là đi lao động vất vả đây thì chắc chắn một điều là sẽ phải có phần vất vả thôi, chứ không thể làm sang đây mà việc nhẹ lương cao được. Ăn uống dọn dẹp xong rồi ấy, nên là mình cũng đi rửa bát đây. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình lượt like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.